Người xưa có câu rằng: hữu tâm vô tướng, tướng do tâm sinh; hữu tướng vô tâm, tướng tùy tâm diệt. Có nghĩa là người có tâm mà không có tướng, tướng sẽ theo tâm ấy mà sinh ra. Người có tướng mà không có tâm, tướng ấy sẽ theo tâm kia mà tiêu mất. Những lời này nói rõ rằng tướng mạo của một con người tùy theo tâm của người đó là thiện hay ác mà biến hóa theo. Xem tướng không bằng xem tâm, thế nhưng tâm lại hiển hiện ra tướng. Nên người xưa luôn có câu tâm sinh tướng là vì như vậy. Vậy tâm sinh tướng là gì? Mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Trước đây, có một vị thư sinh tên là Tiêu Hùng cùng vài người bạn học đón thuyền đi vào kinh thành dự thi. Có một ngày, thuyền của họ dừng lại ở một bến nọ. Vừa lúc gặp một ông thầy xem tướng số. Thầy tướng số nhìn tướng mạo và nói với Tiêu Hùng rằng: ánh mắt các hạ có thần khí thất tán, mũi ửng màu đỏ, sắc mặt cùng làn da có màu xám như gan heo. Đây đều là dấu hiệu không tốt. Các hạ lần này vào kinh chẳng những thi không trúng, mà e là có thể gặp họa sát thân. Không bằng các hạ quay về quê là tốt nhất. Tiêu Hùng nghe xong, tuy rằng trong lòng có chút không vui, nhưng vì bản thân là người đọc sách thánh hiền nên tâm tính tương đối hiền lành. Vì vậy vội vàng nói cảm ơn thầy tướng số, rồi sau đó cũng chẳng để bụng những lời kia nữa. Sáng hôm sau, ở tầng trên của thuyền có một vị tỷ nữ. Khi đem nước hắt xuống sông, không cẩn thận đánh rơi mất một chiếc vòng đeo tay bằng vàng. Vòng tay rơi xuống kẹt ở khe hở mép thuyền, bị một người thủy thủ trên thuyền nhặt được rồi cất giấu ở trong áo. Một lúc sau, tầng trên thuyền phát ra một tiếng động rất lớn. Thì ra nữ chủ nhân phát hiện vòng tay bị mất nên cho rằng người tỷ nữ kia ăn cắp, lớn tiếng trách mắng tỷ nữ. Người tỷ nữ không thể minh oan được nên uất ức nhảy qua cửa sổ lao mình xuống sông tự vẫn. Tiêu Hùng vốn rất giỏi bơi lội, khi thấy người tỷ nữ nhảy xuống sông thì cũng vội vàng nhảy xuống cứu được tỷ nữ đưa lên thuyền, lại còn âm thầm đi tìm người thủy thủ kia khuyên trả lại chiếc vòng tay. Hành động của Tiêu Hùng không chỉ giải oan cho người tỷ nữ mà còn làm cho người thủy thủ không mang tiếng xấu nhặt của rơi không trả lại. Thực sự là một hành động toàn vẹn đôi bên. Bởi vì gặp sóng gió quá lớn nên thuyền phải dừng lại bến hơn 10 ngày. Thật trùng hợp, vị thầy tướng số kia cũng lại xuất hiện. Nhìn thấy Tiêu Hùng, ông nhìn chăm chú một lúc lâu sau đó, rồi chắp tay nói với Tiêu Hùng rằng: công tử làm việc thiện, gặp dữ hóa lành, đã đem hung tướng hóa thành thiện lành, thật là đáng mừng. Tiêu Hùng ngạc nhiên hỏi: vì sao ngài lại nói như vậy? Thầy tướng số nói: thần sắc trên mũi của công tử trước đây có màu đỏ, nhưng nay biến thành màu vàng nhạt. Hai lông mày có màu tím mà bóng mượt. Hai mắt phát ra ánh sáng trong như mắt rồng, mắt lân. Trên khuôn mặt tỏa ra ánh sáng ngũ sắc. Đây là dấu hiệu của sao văn tinh hiện ra. Như vậy công tử sẽ nhất định trúng khoa thi đợt này. Tiêu Hùng nghe vậy lắc đầu rồi nói: thuyền này vì sóng gió mà đã trì hoãn ở đây nhiều ngày rồi. Coi như hôm nay lại khởi hành, tính lại thời gian thì cũng không đến kịp ngày thi, thì làm sao có thể nói đến công danh đây. Thầy tướng số lại nhìn kỹ khuôn mặt của Tiêu Hùng thêm lần nữa rồi quả quyết nói: ta quan sát thần sắc của công tử, thấy đã chuyển từ họa dữ sang phúc lành. Công tử chuyến này nhất định là thi đậu, tiền đồ rộng lớn. Cho dù có đến trễ kỳ thi, cũng có thể sẽ gặp được hoàng ân đặc biệt. Công tử không thể không đi. Nghe vậy, Tiêu Hùng lại quyết tâm vào kinh thành. Khi vào đến kinh thành thì đột nhiên nghe tin trường thi bị cháy. Các bài thi của thí sinh bị hỏa hoạn cháy sạch. Hoàng đế hạ lệnh tổ chức cho các sĩ tử thi lại lần nữa. Vì vậy, Tiêu Hùng vẫn còn có cơ hội tham gia trường thi. Quả nhiên, Tiêu Hùng được sao văn tinh soi chiếu, đỗ đầu trạng nguyên.
Trước ngày yết bảng, bỗng có một đứa trẻ ca hát rằng: Trường thi không bốc cháy, sao có Tiêu Trạng Nguyên? Ý là nếu ngày đó trường thi không bị cháy, thì nay làm sao có thể có được Trạng Nguyên họ Tiêu đây? Kỳ thực, giữa tâm và tướng, nó có sự đối ứng với nhau và đối ứng với số mệnh của một người. Nhưng điều then chốt để cải biến một người chính là tâm tính. Câu chuyện trên cho thấy một người cho dù hiện tại có tướng mạo hung dữ, thế nhưng trong cuộc sống ngày thường, trong tâm luôn chứa thiện niệm, luôn làm việc thiện, thì tướng mạo hung dữ kia chẳng mấy chốc mà thay đổi thành tướng mạo hiền lành phúc hậu. Ngược lại, cho dù hiện tại người này có vẻ mặt phúc hậu, nhưng nếu không biết làm việc thiện tích đức, ngày thường trong đầu luôn nổi lên ý niệm tham lam cùng oán hận, thì tướng phúc hậu kia cũng sẽ dần biến mất. Tâm mới là điều then chốt quyết định tướng mạo của một người. Vậy nên mới có câu: xem tướng không bằng xem tâm. Con người có 36 loại tâm tướng. Một người có càng nhiều những tâm tướng sau đây thì sớm muộn cũng được hưởng phúc báo. 1. Biết rõ làm quan sẽ vất vả cực nhọc, nhưng lại nguyện ý vì dân mà làm quan để phục vụ nhân dân. 2. Làm việc có tình có lý, cẩn thận. 3. Yêu thích làm việc thiện, gần gũi người quân tử. 4. Có đồ ăn ngon, đều chia cho mọi người. 5. Xa lánh kẻ tiểu nhân. 6. Thường xuyên tích âm đức, giúp đỡ người khốn khó. 7. Từ nhỏ đã có thể xử lý, giúp đỡ làm việc nhà. 8. Gặp người ăn xin, không sinh lòng chán ghét. 9. Khắc chế bản thân, nhường ích lợi cho người khác. 10. Không thích sát sinh, không xúi dục làm việc xấu. 11. Khi gặp chuyện, tâm luôn an tĩnh, không rối loạn. 12. Cùng người hứa hẹn, không mất chữ tín. 13. Không dễ dàng thay đổi hành vi và phẩm hạnh. 14. Trước khi đi ngủ, thường tĩnh tâm tự xét những sai lầm của mình. 15. Dũng cảm tiến lên, không bận tâm chuyện đã qua, cũng không vì chuyện đã qua mà đắc chí. 16. Không khiến cho người khác sinh ra lòng oán hận. 17. Không che đậy sai trái, không giấu giếm thiếu sót của mình. 18. Thái độ làm việc chu toàn cẩn thận. 19. Luôn ghi nhớ ân nghĩa, sự giúp đỡ của người khác. 20. Có tấm lòng rộng lớn. 21. Không ức hiếp người hiền, không run sợ trước cái ác. 22. Thương xót, giúp đỡ những người bơ vơ nghèo khó. 23. Không trợ giúp những kẻ ỷ mạnh bắt nạt kẻ yếu. 24. Không quên bạn cũ tình xưa. 25. Làm những việc có ích cho dân chúng, xã hội. 26. Lời nói chân thành, ngay thẳng. 27. Cảm thấy hổ thẹn khi được người khác khen ngợi. 28. Nói năng nhã nhặn, âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe. 29. Khi những người khác đang nói, không ngắt lời. 30. Thường nói về những điều tốt đẹp và khen ngợi ưu điểm của người khác. 31. Không chê áo thô cơm dở. 32. Lúc nào, ở đâu cũng cư xử thỏa đáng, đúng mực. 33. Thích nghe điều thiện, nói việc thiện, không ngại làm việc thiện. 34. Hiểu và đồng cảm với sự cực khổ, đói khát của người khác, thường xuyên tiến hành cứu tế, cứu giúp. 35. Không ghi nhớ lỗi lầm và hiềm khích trước đây của người khác. 36. Hết sức giúp đỡ khi bạn cũ gặp khó khăn. Như vậy, một cách vô tình hay cố ý, dù muốn hay không, thì chính tâm chúng ta đã là họa sĩ
là nghệ nhân điêu khắc kỳ tài nhất, đã thể hiện một cách xuất sắc và chính xác từng milimét những cảm xúc bên trong nội tâm thành đường nét bên ngoài cơ thể. Có thể một ý nghĩ xấu chưa tạc thành đường nét, nhưng ý nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong một thời gian dài thì nó sẽ tạo thành những dấu ấn và lưu lại trên cơ thể, nhất là gương mặt của chúng ta. Tất cả đều theo quy luật nhân quả. Bây giờ bạn gieo trồng quả lành, làm những việc thiện căn, thì trong tương lai bạn sẽ nhận được phước lành. Mệnh của chúng ta trong tương lai đều xoay vần từ những việc tốt xấu ta đang làm. Vì vậy, trong mỗi suy nghĩ, mỗi hành động của chúng ta cần phải cẩn trọng suy xét, kiên định theo chiều hướng chánh pháp, gieo nhiều thiện duyên. Phật dạy rằng, mệnh do mình tạo ra, tướng do tâm sinh ra, thế gian vạn vật đều tương hòa với nhau. Tâm bất động thì vạn vật bất động, tâm bất biến thì vạn vật cũng không thay đổi. Như vậy, có tâm thế nào thì tướng sẽ như thế và sẽ kết duyên như vậy.